Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhá. Hôm nay em lại lên cho các bác giò lan ưng ý nhá. Các bác nhìn giò gà này. Hàng một dè nha các bác nhá, hàng một dè nhá. Nhìn đã luôn. Các bác ạ, đấy, nhìn này này. Đẹp không ạ? Em đếm thân hoa nha các bác nhá. Nó phải mười mấy cái thân hoa luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24 thân nhá. Các bác nhá, 24, 23, 24 thân hoa. Một giò như thế này nhá các bác nhá, hàng một dài nhá. Đẹp không ạ? Giò này em bán cho các bác với giá là 1.600.000 nhá các bác nhá, 1.600.000 nhá. 24 thân hoa, kinh khủng không các bác? Toàn hoa là hoa thôi, nhìn sợ thật. Đây nhá, 1.600.000 nha các bác nha. Dân thuần rất lâu rồi nha các bác nha. 1.600.000 cho giò số 1 nha. Quan trọng là nó đều thân nha các bác nha, nó đều thân. Cái này cũng là một dè này các bác này. Đấy. Như cái này thì thân họa thân nó không đều nhá, nó không đều bằng nha các bác nhá. Em đếm thân hoa cho các này, cái giò như này nhá. Vẫn là đùi gà tròn Lai Châu nhá các bác nhá. Một thân hoa này, 2 3 4 này. 5 này, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 thân hoa. Cái giò này thì được 16 thân hoa nha các bác nha. Đấy, nó không đều như cái giò kia được. Cái giò này để mà cho lên mầm gốc thì quá tuyệt vời luôn. Nó vẫn là hàng một dè các bác nha. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha các bác nha. 1 triệu nha. Cho giò số 2. Số 3 này. Một giò cáo nhá. Nó ra được hai cái nụ rồi. Đây nha các bác nhá. Cáo Lai Châu đi. Đẹp kinh khủng luôn. Lá thì to. Nhìn này các bác này. Đấy. Giò như thế này nha các bác nhá. Đây. Cái nụ nó rất tím luôn các bác ạ. Em mua của dân nên là không biết mặt hoa nha các bác nhá. Em mua của dân nên là không biết mặt hoa. Đây là các bác nhá. Đấy. Cây nó đẹp như này mà. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Vẫn là một giò cáo nha các bác nha. Vẫn là một giò cáo nha. Lá cáo này các bác này. Sướng không? Lá nó ngắn, nó đẹp lắm các bác ạ. Thuần ở trên chậu dớn này. Đấy. Cây như thế này em bán cho các bác với giá là 380.000 nha. 380.000 nha các bác nha. Cho giò số 4. Số
Số 5 này các bác này. Ba cây cáo siêu đẹp nha các bác nha, siêu đẹp nha. Đây nha. Đây nha các bác nha. Quả nó tím ngắt luôn. Không biết là hoa tím hay không nên là em không biết được nha. Em cứ bán giòn như thế này thôi. Cáo ấy. Cáo ở Lai Châu nó đỏ lắm các bác ạ. Quả này. Đấy. Giò như thế này em bán cho các bác với giá là 1.500.000 nha. 1.500.000 nha các bác nha. Đấy, như thế này. Cây nó đẹp nên là giá nó hơi cao nha các bác nha. Các bác thông cảm. Bác nào yêu thì lấy thôi ạ. 1.500.000 cho giò số 5. Số 6 này. Một giò cáo như thế này. Đấy. Đẹp không ạ? Thân cái mình nó đỏ lắm các bác ạ. Đấy. Một giò như thế này có hai con ở dưới nhá. Có hai con ở trong rồi nha, thuần rồi nha các bác nha. Đó, như thế này. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha. Cáo Lai Châu này. Nó ngắn này, càng nuôi càng ngắn luôn. Đấy, nó lại thấy cơ. Càng nuôi càng ngắn, đây. Nó vẫn còn hở tay này các bác này. Chưa được 20 cm. 800.000 nha các bác nha. Cái này thì lại chưa nhìn thấy nụ nó tròi ra đâu. Một mẹ hai con nha các bác nha. 800.000 cho giò số 6 nha. Số 7 này. Một giò gà như thế này thôi. Các bạn dân nó chỉ trồng như thế này nè. Đấy. Có một thân hoa thôi. Hai thân hoa. Thân này chắc là kỳ rồi. Các bác nhá. Hai thân hoa như thế này. Gà tròn nhá. Em bán cho các bác với giá là 160.000 nha. 160.000 nha các bác nhá. Cho giò số 7. Số 8 này. Cũng là hàng một dè này. Như cái này thì nó lại thân nó yếu hơn một chút. Nên là nó cứ rũ rũ xuống này này. Các bác này. Đấy. Cái này thì không có thân hoa đâu nha các bác nhá. Nó đã thuần rồi nhá. Em bán cái này là đùi gà tròn nha các bác nhá. Đây có hai thân hoa này. Một thân hoa này. Hai thân hoa này. Đấy. Ba thân hoa. Cái này thì ba thân hoa. Em bán 120.000 nha các bác nhá. 120.000 nha. Cho giò số 8 nha. Những cái đơn ít tiền này các bác gộp đơn cho em nha. Số 9 này. Một cây cáo xếp rụt rịt luôn này các bác này. Đấy. Nó lại đỏ này mà. Đẹp không ạ? Một cây cáo rụt rịt như thế này em bán cho các bác với giá là, cái này thì có nụ rồi nha các bác nha. Có một nụ rồi. Em nhìn thấy một nụ rồi. Nó sẽ vẫn lên nụ tiếp cho các bác nha. Đây này. Lá này còn chưa được 20 cm nha các bác nha. Nếu kéo thẳng ra chắc được 20 cm. Đấy. Chưa được 20 cm luôn. Rụt rịt như thế này. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha các bác nha. Cho giò số 9. Số 10 này. Em lên cho các bác một giò nhạn nha. Nhạn này là nhạn 4N nha. Cao như thế này này các bác này. Đấy. Như này nha. Ba cây nhá. Em bán cho các bác với giá là
2.500.000 nha. Thuần quá ok luôn nha các bác nha. 2.500.000 nha. Cho giò số 11 nha. À số 10 nha. Đây. Đấy. Bán cho những người thích chơi lan nha các bác nha. Đấy, nhìn nhạn 4N rồi. Lá siêu ngắn, lá to, lá đẹp nha các bác nhá. Một giò như thế này này. Đấy, các bác về sẵn để thôi. Cái này chắc phải cuốn cẩn thận lắm thì mới chịu được nổi nha các bác nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 2.800.000 nha. Cái này mua cao lắm các bác ạ. 2.800.000 nha các bác nhá. Cho giò số 11. Số 12 này các bác muốn chơi một cây nhá, một cây nhá. Các bác nào ít tiền chơi một cây này. Đấy, vẫn là nhạn 4N nhá. Như thế này. Cái này cao được 40 sen mà. Cao được 40 sen mà các bác. Một giò nhạn như thế này nha, em bán cho các bác với giá là 850.000 nha các bác nha. 850.000 nha. Đấy. Các bác về các bác cho con nó lên ở dưới này lên là nó đẹp lắm các bác ạ. 850.000 nha các bác nha. Cho giò số 12. Số 13 này. Một giò hoàng thảo kèn Lai Châu này các bác này. Đấy. Nụ đây nha các bác nha. Nụ đây nha. Nụ đây nha. Nó sai hoa lắm các bác ạ. Đây nữa. Đây nữa. Bốn thân hoa nha. Được. Bốn thân hoa này. Và 8 mầm gốc. 8 mầm gốc nha các bác nha. 8 mầm gốc. Sang năm một giò to luôn đấy các bác ạ. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. 1.200.000 nha. Thành ra là có 300.000 một thân thôi các bác ạ. 300.000 một thân thôi. Mà lại được 8 mầm gốc nữa. Thì các bác biết lời được bao nhiêu không? 1.200.000 nha. Cho giò số 13. Số 14 nè. Một giò kiều. Kiều này là kiều mỡ gà nhá các bác nhá. Kiều này là kiều mỡ gà nhá. Một giò như thế này này. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nha. Toàn thân hoa này các bác này. Nó vẫn còn mắt như này là nó vẫn cứ lên bình thường nha các bác nha. Đấy. 250.000 cho giò số 14. Đây này. Em có một giò hạc vĩ trắng nhé các bác nhá. Một giò hạc vĩ trắng này. Em đếm thân năm tới cho các bác này. 2 này. Ngắn dài em đếm hết nhé các bác nhá. 2 này. 3 này. 4 này. 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 10 thân nhá. Nó có một thân dài như thế này này các bác này. Đấy. Như này nhá. Có một thân dài như này này. Hạc vĩ này là hạc vĩ trắng nha. Nên là nó sẽ cao nha.
Em bán giò này cho các bác này với giá là 850.000 nha. 850.000 nha các bác nha. Cái này là hạt vị trắng nên là nó sẽ bị đắt nha các bác nha. Cho giò số 15. Số 16 này các bác này. Một giò hạc vĩ thường nhá. Hạc vĩ này, hạc vĩ Lai Châu nha các bác nhá. Đang nụ hết đây rồi. Hạc vĩ trắng nó cũng đang nụ rồi. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha các bác nhá. Đó, như này. Cho giò số 16. Số 17 đây. Số 17 nhá các bác nhá. Đây là Hoàng Thảo Tam Bảo Sắc nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 220.000 nhá. Đây là mầm gốc đây nha các bác nhá. 220.000 cho giò số 17 đúng không? Số 18 này, dáng hương đuôi chồn này các bác này. Dáng hương đuôi chồn nhá. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 200.000 nhá. 200.000 nha các bác nhá. Cho giò số 18. Số 19 này. Một giò kiều mỡ gà nha các bác nhá. Giò kiều mỡ gà như thế này nhá. Đó. Giò kiều mỡ gà nó đắt nha các bác nhá. Nó đắt nên là bây giờ hàng giống cũng không có nhiều nhá. Giò như thế này em bán hàng thuần nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nhá. 250.000 nhá. Cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc này các bác này. Đấy. Như thế này nhá. Cái này là em hôm nọ em đếm không biết được bao nhiêu nhỉ. Một bông hoa này, hai bông hoa này, ba bông hoa này, ba bông hoa này, bốn bông hoa, năm bông hoa, sáu bông hoa, bảy bông hoa, tám bông hoa nha các bác nhá. Nguyên cây này là được ba bông hoa này, tám bông hoa như thế này nha các bác nha. Dễ đây nha. Cây thì ít, dễ thì nhiều. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha các bác nha. Cho giò số 20. Số 20 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác muốn xem video tiếp theo thì các bác đăng ký kênh và rung chuông nha. Thì nó mới sẽ báo lại cho các bác nha. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác Yêu Lan nha.